Sáng ngày 1 tháng 8, Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết đang tạm giữ đối tượng L, sinh năm 1988, ngụ xã Nam Chính, huyện Đức Linh để làm rõ các hành vi chống đối lực lượng chức năng khi thi hành công vụ. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 30 tháng 7, tổ công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Đức Linh tuần tra trên tuyến đường DT766. Khi đến khu vực thuộc khu phố 2, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 43N1, không đội mũ bảo hiểm, chở phía sau một cháu bé. Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Người này chấp hành hiệu lệnh dừng xe và liên tục có lời nói xúc phạm, lăng mạ những người đang thực thi nhiệm vụ. Lúc này, lực lượng tuần tra yêu cầu đo nồng độ cồn, nhưng đối tượng L không chấp hành, mà tiếp tục có những lời lẽ chửi bới, xúc phạm lực lượng chức năng. Khi cơ quan chức năng tiến hành niêm phong phương tiện, thì L xông tới đạp đổ xe máy của mình, rồi lấy hộp quẹt châm lửa đốt xe. Ngay sau đó, đối tượng L bị bắt giữ, đưa về cơ quan công an làm việc. Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng L có chở theo con trai còn nhỏ, cháu bé khá hoảng loạn, liên tục khóc lớn,